một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ, an lành, bình an trong cuộc sống vào ngày Chủ nhật nha. Hôm nay mình quay các bạn xem một buổi sáng này. Một buổi sáng mình ở Bình Dương. Một buổi sáng mình về đi uống cà phê. Đây mình quay cho bạn xem một ít phút để các bạn xem một buổi sáng ở đây. Với những con đường và những con người tấp nập. Một buổi sáng ở đây nhé. Đây cho mình uống cà phê. Tí mình sẽ quay các bạn xem chỗ quán mình uống hàng ngày nha. Kia cũng có quán cà phê kìa. Đây. Ở đây rất là nhiều quán cà phê nhé. Một buổi sáng dưới này chỉ có vậy thôi. Ở những con đường thăng tắp của những con người, có người thì đi làm, có người thì mới về đi làm. Đây mấy chỗ khu trọ mình ở, khu nhà, cái nhà mình ở nha. Ở đây là quán cà phê mình dùng, mình uống hàng ngày này. Quán Rocking cà phê á. Quán mình uống hàng ngày nhé. Đấy, trên này là tiệm xe. Mấy bạn theo dõi mình lâu thì không khác lạ rồi. Nhưng mà hôm nay nó khác lạ hơn tí là mấy vi hè này. Hôm trước video trước là mình quay là nó chưa đổ bê tông nhá. Mấy vi hè này. Mình quay cỡ 2-3 tháng ấy, chưa đổ bê tông. Giờ đã đổ bê tông hết rồi. Đổ bê tông, trồng cây, cám vi hè. Vi hè người, đường người đi bộ ấy. Về bây giờ nó trong cái cánh này này. Đấy. Anh trong cái cánh cho vi hè rồi. Nhìn đẹp, sạch sẽ, hiện đại hơn rồi. Đấy, vi hè sạch sẽ, đường rộng rãi. Chỗ mình đang ở, đang làm đây là thị xã nhé, thuộc thị xã rồi, sắp lên thành phố. Giờ các bạn cùng theo mình uống cà phê nhá. Đây, có khách rồi. Còn tại chưa ra? Có rồi. Đây, hôm nay mình sẽ chế cà phê. Mấy các bạn xem mình chế cà phê nhá. Đây nó có cái đồ chế này. Và cà phê trong này có chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ chế cà phê. Bạn cùng xem thao tác mình chế nhá. Như thế mình sẽ quay cho các bạn xem mình làm cà phê nhá. Mình sẽ chế cà phê từng bước nhá. Tháo được bỏ cái này trước. Còn mình lấy cái cà phê mình mới xay nè. Đây là cái máy xay nhé. Xong lấy ra mình nắn cho đều nhé.
đấy, xong anh bỏ như này, lấy cái ly để như này, để chung cái miệng nó ra nhá, bấm. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ trên nhau cùng nước đặc cà phê ra rồi. Hi everybody. In our video, we will show several mega projects. These mega projects, which are made at great costs. Thứ hai mình lấy ly nhé. Đây mình chọn ly này. Đây là ly cà phê hết. Mình chọn ly này. Rồi ok. Giờ thêm tạo ra một ly cà phê rồi. Rồi bỏ đá nhé. Đá trong đấy. Oh,
tràn đấy. Sau ít phút